Alo. Alo. Máy gì vậy? Có chứ. Chụp để cho bằng lấy xả thôi. Thì thấy không trời nào cho tôi thấy chụp này hả? Cái 5 hàng nó được ha. Cái 4 hàng nó vừa. Cái này đi xong chân làm gì đâu? Cái này còn làm xử lý gì đắt gì đâu? Cái này do sới không điều ấy nè. Thấy không? Do nó sới rảnh nhiều. Không sới do mấy sới chưa nhừ á. Chưa nhừ nè. Chưa điều phải còn. Sới là không còn mấy cái đó mới được. Không còn cục cục nhiều quá. Nó sới lũ sới kia kìa, sới thường á. Em sới sao không mấy cỏ xanh gì mới được em. Nó đều mặt hết nha. Đây cái nó còn nguyên kìa. Nó dòng còn lỏng chỏng. Chắc mình hổm mẹ cỏ nhừ luôn rồi. Như vậy kìa ra mới được nữa. Sới đẹp là chụp đẹp à. Ra ruộng đừng có xảo, cứ chạy thôi. Hay như là chạy không, chạy không. Alo. Alo, alo. Dạ rồi, đến coi, tỉnh đang ở ruộng. Dạ dạ rồi rồi, chào em, chúc em đi trình diễn xong về. Rồi ok anh.